Đây là hình ảnh ghi nhận tại hiện trường khai thác đất phục vụ công trình xây dựng của công ty Đông Hải đóng chân trên địa bàn huyện Nam Rông. Tình trạng này diễn ra trong thời gian nhiều tháng. Lưu thông qua đây đang là nỗi ám ảnh của người dân. Người tham gia giao thông qua đoạn tỉnh lộ này không chỉ ngột ngạt vì bụi bẩn mà tầm nhìn cũng bị hạn chế. Ở khoảng cách khoảng từ 3 đến 4 mét, người điều khiển giao thông gần như rất khó quan sát thấy nhau. Nguy cơ gây tai nạn là khó tránh khỏi. Theo phản ánh của nhiều người dân, thực tế đã có nhiều người té xe hoặc qua vệt khi lưu thông qua đoạn đường này. Bụi bẩn quá, bây giờ thì xem các cấp chính quyền sao cho chúng tôi được khỏi bụi bẩn. Khó đi vì nó bụi, không nhìn thấy gì hết, nhiều khi xe còn phải va chạm nhau. Với những người già hạn chế khả năng lái xe, thực trạng này càng khiến họ lo lắng hơn. Trong khi đó, đây là đoạn đường giao thông chính của người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Nam Rông. Sắc chùa đây này, đấy rồi thì bây giờ đấy, nếu các anh ấy thì cứ nhìn các anh trông thế này là biết rồi, còn gì nữa phải không ạ? Thế còn cái này thực tế là thuộc cơ quan chức năng thôi, nhưng mà không biết ông nào. Thí dụ như thế, nguy hiểm không? Mình đi qua như thế quá nguy hiểm. Đi tôi từ thực tế là cái bột của nó ngập chân đây này, ngập cái bàn chân này. Thế mà tôi đi chậm chứ không phải mùa này, nắng như thế này mà ngầu thế này mà đi, nếu mà đi nhanh một tí là bị sượt luôn. Được biết công ty Đông Hải là đơn vị khai thác đất tại khu vực này để đổ nền cho một công trình dân sinh của huyện Nam Rông. Việc làm này là bình thường nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình. Tuy nhiên, việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ảnh hưởng tới giao thông là điều mà phía đơn vị khai thác đất cần sớm xử lý. Thứ nhất, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân mỗi khi qua đây. Thứ hai, để tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra do bụi gây che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.